Thì thế thôi. Ok, mình xin cho đáp án D, chơi trò chơi. Nhập vai. Hay quá. Đúng là cặp này hiểu nhau dễ sợ nha. Thế mời hai đội chơi, chúng ta sẽ tiếp tục tình huống của chương trình. Vật dụng ở nhà gắn liền với chồng nhiều nhất, đó là vật dụng nào? A. Remote TV. B. Là dễ rửa bát. C. Là ghế sofa. D. Là dụng cụ chùi toilet. Nào, Hoa. Em thì em đang phân vân giữa cái rẻ rửa bát và dụng cụ chùi toilet. Ông xã em giỏi vậy đó hả? Chồng em thì lúc nào ở nhà thì cũng thấy là không rửa chén thì hút bụi, không hút bụi thì chà toilet. Nói chung bị sạch sẽ hơi quá đáng. Nên là nhiều khi nhìn cũng tội lắm nhưng mà thôi cũng kệ. Tại vì không làm, không làm thôi. Chắc là chọn cái rẻ rửa bát đi. Rẻ rửa bát. Vậy theo chương trình chị có hết sự lựa chọn mà có thể chọn được là B và D. Ồ, B, D. B và D hoặc B, D. Nhưng mà tại vì là biết sao không? Là một phần là vì Sejun thì thích ở sạch sẽ. Sejun là luôn luôn phải rửa chén này, với là hút thức của mèo này, với là vệ sinh cái áo cắt này, giống như chùi toilet nữa. Thế thì đi. Dễ đưa bác. May các cuối cùng của con cái giống nhau. Đúng cả đúng rồi mà không vui á. Thôi, tiếp tục. Ôi câu này khó quá bởi vì là vật dụng gắn liền nhiều nhất với chồng em lại không có trong này. Điện thoại là cái gì gắn liền với chồng em là gì? Cái máy tính. Bởi anh làm nha, yeah, YouTuber. YouTuber. Rửa bát thì nhà em đã có máy rửa bát. Chùi toilet thì không bao giờ. Ghế sofa thì chồng em cũng rất ít ngồi. Em nghĩ sẽ là remote TV bởi vì là chồng em kể cả không xem TV nhưng mà cũng rất hay hỏi điều khiển TV ở đâu. Và hay có một cái biệt tài điều khiển cứ không điều khiển thôi. À đó. À làm lố vậy luôn hả? À đó. Cũng hay lố. Để chọn remote. What? Remote TV thứ nhất là mình không có xem TV cho lắm. Ok. Để rửa bát. Nếu rửa bát. Thực ra là mình cũng thỉnh thoảng mình cũng rửa bát nhưng mà máy của mình nó có máy rửa bát cho nên là mình cũng ít khi chọn. Gần ở đây là ghế sofa. Bởi vì những lúc mà hai vợ chồng mình buổi đêm chẳng hạn vừa cho con đi ngủ thì là thời gian mà hai vợ chồng có thể dành thời gian với nhau và mình sẽ ngồi Netflix and chill ở trong phòng khác và chỉ có thời gian để mình sẽ ngồi trên bộ sofa và mình sẽ vuốt về nhau hoặc là chồng sẽ để đầu lên đùi của vợ hoặc là ngược lại và cùng nam cái ghế sofa. Mình sẽ chọn đáp án C, ghế sofa. Sai mất rồi. Nó gần giống nhau. Bởi vì mình ngồi ghế sofa để xem TV. Không điều khiển. Không điều khiển. Nhưng mà ghế sofa lãng mạn ha. Cuối cùng thì bên đội CJ và Thu Phương đã chiếm ưu thế, các bạn chiến thắng ở vòng 1. Ta sẽ đến với phần bếp chiến. Ở phần bếp chiến thì hai đội sẽ tự chọn một món ăn và sẽ nấu bằng tinh thần cả trái tim của mình để có thể phục vụ vợ ha, và sẽ có người cùng với các bạn để có thể chia sẻ những kinh nghiệm nấu nướng cho các bạn có thể để làm cho bữa cơm gia đình ngon hơn và đẹp hơn nữa. Đó là Cẩm Thiên Long. Chà nấu bếp này là chà nấu bếp chuyên nghiệp 16 năm trong nghề. Hôm nay thì CJ muốn nấu món gì? Em sẽ nấu món canh. Canh mồng tơi với thịt băm. Tại sao nấu món đó? Thì hồi lúc mà vợ mình mới đẻ xong á thì thỉnh thoảng mình cũng hay nấu cho vợ. Mà đấy là một trong những món mà mình nấu mà mình thấy nó cũng rất là đơn giản. Nhưng mà vợ mình cực kỳ thích ăn món đó. Và bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ hai cặp vợ chồng tham gia chương trình hôm nay, đó là CJ và Thu Phương. Cặp đôi thứ hai là Sejun và Thái Hòa. À, thấy cặp vợ chồng ở Hàn Quốc hả? Dạ em là người. Em ở Việt Nam bao lâu rồi? Em
sang đây gần được 7 năm rồi. Em gặp vợ em trong trường hợp nào? Phải nói thở không ta? Phải nói thật không ta nữa. Nói chung á, thì lúc đó em đang học tiếng Việt á, năm đầu tiên năm 2017 mới sang Việt Nam. Rồi thì phải cần một người bạn mà để học tiếng Việt. Mà học tiếng Việt mà lúc đó nghe cũng thật khó nghe, nên chỉ có mỗi cách duy nhất là nhắn tin. Tại vì nhắn tin thì khỏi nghe, tại nghe không rõ cũng học được lại. Nên là em mới vào cái ứng dụng mà Zalo, rồi Zalo, trong Zalo có một cái chức năng là tìm bạn xung quanh hay coi số gì đó. Lỡ mà em, à, không phải lỡ, may mà em tìm được. À, rất là dễ thương. À, còn CJ, em là người Nigeria. Em qua Việt Nam lâu chưa? Em ở Việt Nam cũng tương đương với bạn Thế Dương. 7 năm luôn? Là hơn 7 năm một chút xíu, gần 8 năm rồi. Ồ, em nói tiếng Việt cũng sỏi quá nhỉ. Em ở Hà Nội, em nói giọng miền Bắc. Em là làm tìm viên ở bên Anh, thì em sang đây thì làm thực tập 10 tháng. Xong là em ở đấy luôn. Rồi lý do nào em gặp Thu Phương? Tìm bạn xung quanh luôn hả? Một buổi tối, bạn này thì đang rất là vui bởi vì vừa mới chia tay và đang rất là sung sướng, cũng rất là vui. Tươi sáng thì bạn này cũng lên phố đi bộ bởi vì cũng vừa mới chia tay người yêu. Cũng chia tay người sao xin? Không phải mà là mình thì lúc đấy là CD chia tay người yêu được hơn một tháng rồi. Em mới chia tay ngày hôm qua. Thế là cái lý do vì sao em mới lên phố đi bộ là vì muốn được giải thỏa, muốn được vui vui một chút xíu. Mình thì mình lên phố đi bộ bởi vì mình vui quá bởi vì mình không có người yêu. Rồi là tăng động. Là mình gặp ai cũng trêu, gặp ai cũng trêu. Thế là mình gặp vợ mình với, đang đi với bạn. Thế là mình cũng trêu nữa. Mình cũng không nhớ là mình trêu cái gì nữa. Nhưng mà bạn vợ mình thì quay sang hỏi cái câu seriously. Thế là mình thì nói tiếng Anh rồi nhá. Bắt đầu bắt chuyện, thế là bây giờ đang đi làm gì. Cũng chưa biết. Rồi ok, đi uống nước đi, quay nhau. À, hai bạn có cháu chưa? Có. Có một đứa rồi, con gái. Con gái hả? Em bé mới được 8 tháng á. Ồ, 8 tháng hả? Rồi em có về Nigeria gia đình chồng chưa? Em chưa có cơ hội. Chưa cơ hội hả? Dạ. Ở Nigeria thì cái món ăn nào là ngon nhất em? Ôi, nhiều lắm. Nigeria cũng là một đất nước rất là đa dạng, nhiều gọi là nhiều nhiều văn hóa khác nhau á. Thử em chào khán giả bằng tiếng Nigeria thử xem. Lộn nghe rồi không nói, không nói tiếng tiếng. Ok. Bao mình chào bác ba. Ôi, mình CJ. Mình đang ở. Nói nhầm tiếng Việt rồi. Thế nên gì em không loát được kịp. Em không loát được kịp được. Không loát kịp hả? Em không loát kịp. Đấy, chút loát là sao nha. Có những điều gì mà em thấy rằng em ghét nhất ở Seoul? Ngày xưa không ghét lắm mà sao dạo này ghét hơi nhiều. Chồng em quá sạch sẽ. Ví dụ là tắm quá nhiều rồi lúc nào cũng dọn nhà. Nhà em thường người ta một năm sẽ dọn nhà tổng vệ sinh nhà một lần, hoặc là những ngày đặc biệt như Tết hay lễ gì đó. Còn chồng em là tuần nào cũng phải lôi hết chăn, bàn, gối, chiếu, giường, tủ gì đăng cái nhà ra để dọn dẹp. Xong rồi em cũng phải dọn theo chứ biết sao giờ mà em rất là ghét. Một ngày chắc ít nhất anh tắm 5 lần. Vã. Nó phải là vì thấy dơ nên nó tắm, mà là cái cảm giác mà nước nám nó giống như sauna. Tắm một lần phải hơn một tiếng đồng hồ. Em tắm cực kỳ nhanh nhá. Em vào em tắm chỉ mất khoảng cùng lắm 5-10 phút là xong. Nhưng mà anh thì phải hơn một tiếng. Vậy thường ngày mất 5-6 tiếng tắm. Bởi vì đó là một cái niềm vui của em á. Ờ đúng không? Anh thích từ gì ở CA? Có được nói nhiều không ạ? Một, hai điều cụ thể thôi. Hai điều thì ít quá. Điều mà em ghét nhất, nói nhiều. Nhất là lúc nào mà cãi nhau. Nhiều khi vợ dỗi thì chỉ cần ra ôm vợ một cái rồi ok, xin lỗi các thứ. Nhưng mà trước khi làm cái thủ tục đấy là lúc nào chồng em cũng phải có một cái thủ tục. Đó là giải thích, biện minh, thậm chí không sai lắm đâu. Nhưng mà phải nói để làm sao để thể hiện rằng cái mình làm như này là mình theo một cái logic nào đó. Nhưng mà thật ra phụ nữ bọn em khi mà bọn em giận dỗi điều gì đấy chẳng qua là do bọn em không thích điều đó thôi. Nhưng mà chồng em thì lại cứ muốn giải thích làm sao để cho em thích. Đấy, cái bước đầu đó em đã không muốn nghe nữa, mình cứ ngồi và nói. Nhưng nói rất là dịu dàng vì thế mà nó rất là sốt ruột.
Điều thứ hai là thức ngày hù cho em giật mình. Không hiểu sao mà lại thích vợ giật mình thế. Vợ đang nấu cơm, đang trong nước sôi lửa bỏng cũng hù. Mà nhiều lúc đang ân ái cũng hù. Đang nằm trên giường đang vứt tè. Nhưng mà em không hiểu ra mà ngày nào cũng bị hù mà lần nào em cũng giật mình được. Nhưng mà em thích hù à? Em thích điều đó, em rất là thích. Em không hiểu tại sao nó là kiểu một cái turn on cho em ấy. Em rất là thích cái điều mà em hù mà em thấy em mới sợ. Em rất là thích. Cái người khác quá xả rồi đúng không? Bạo lực thôi. Thích cũng phải bạo lực nhưng mà em chỉ thích. Em rất là thích cái cảm giác ép to ấy. Đúng, nhưng mà ngày nào cũng hù em cũng sợ. Tại vì chồng em toàn căn cái lúc mà em không thể ngờ đến. Rất là sáng tạo, hôm trước thì có thể hù trong lúc đang tắm. Đúng không sao? Đang ngồi nói chuyện rất nghiêm túc. Tại vì chẳng có mắt nhau cũng hù được. Trong lúc ân ái mà hù nó lạ lắm. Chuẩn bị thôi ạ, lúc chuẩn bị. Lúc em đang chuẩn bị cảm có nhiều cảm xúc. Lúc tao đang thăng hoa hù cái nó tụt cảm xúc rồi sao? Em phải phân tích thật kỹ. Ok, đang nói chuyện. Đã sẵn đúng giờ chưa? Giống một cái huấn luyện viên hay sao ấy. Em sẽ phân tích rất là kỹ là thời gian nào là hù là tốt nhất. Thì hù thế nào cho nó hài. Rất có lúc... chiến lược. À, hù mà cũng bài bản quá nhờ. Chúng ta sẽ có các tình huống, chúng tôi sẽ hỏi các bà vợ để xem các bà vợ nói có đúng ý chồng hay không. Chúng tôi đã bí mật ghi hình chồng trả lời những cái đáp án rồi, nhưng mà không biết bà vợ trả lời đúng hay không nha. Tình huống đầu tiên, trước khi cưới chồng nghĩ vợ giống .. nhưng thực tế sau khi cưới lại giống. À, đầu tiên là con gấu, con cọp, con mèo, con cáo, thật nai và con cún. Theo em thì trước khi cưới chắc chắn là chồng em nghĩ em giống con mèo rồi, bởi vì ngay từ khi gặp đã nói em là con mèo con rồi. À, nhưng mà sau khi cưới thì kiểu gì cũng sẽ thấy vợ giống một con hổ cái, hoặc là thi thoảng mà em đòi được ôm ấp, được chiều chuộng thì sẽ nói em là giống con cún con. Xong là em đang phân vân không biết là giống hổ cái hay cún con. Em chọn con chó. À, trước khi cưới thì mình tưởng là vợ mình sẽ là một con hổ, bởi vì cái vấn đề sự tự hào đông của một người phụ nữ Việt Nam. Bà ấy nhiều khi không, xin lỗi, mình xin thay đổi. Thì con gấu, bởi mình cũng không biết tính cách của con gấu, mình chỉ biết là con gấu là một cái con rất là bảo thủ à. Mình không biết cái từ đấy nhưng mà rất là to và rất là bự. Thế là mình không dám nói là vợ mình giống con gấu, mình thì về nhà mình nghe lời ngay. Bởi vì vợ mình là một người, dù là một phụ nữ rất là mạnh mẽ, nhưng mà lại không bao giờ thích chấp nhận là mình là một người phụ nữ mạnh mẽ. Vợ mình muốn luôn luôn muốn chồng mình thể hiện rằng mình yêu chiều như thế nào. Mình kiểu vứt đè rồi mình khen vợ mình rất là thích, lúc nào mình cũng khen này rồi các kiểu. Và mình có thể so sánh cái tính cách đó với con chó, bởi vì mình có hai con chó poodle ở nhà mình. Lúc mà bà đang làm quen thì mình đã thấy vợ mình như một con chó vậy. Sau khi cưới vẫn như một con chó. Hay cũng cách gì đâu hả? Trước khi cưới thì giống một con mèo và sau khi cưới thì giống con chó. Trước khi cưới giống con mèo, sau khi cưới giống con chó. Cái tính cách của vợ em thì rất là thích được yêu chiều, tuy nhiên là kiểu không thể hiện ra rõ ràng á, không rất là xanh chảnh. Đó, tính tính của vợ mình rất là xanh chảnh. Đấy, cho nên là trước khi cưới thì mình có thể so sánh vợ mình có tính cách giống con mèo. Nếu mà thích được yêu chiều thì vợ mình sẽ nói thẳng luôn, giống như một con chó. Mình sẽ nói thẳng, nếu mà đói chứ. Đấy, vợ mình sẽ nói thẳng luôn. Anh ơi, em cần anh yêu em nhiều hơn. Anh làm gì? Kiểu thế. Hay nha. Tức là bỏ qua liêm sỉ. Ủa, mình cần được yêu mà, mình có nói. Đó là quyền của mình mà. Còn em? Khó nhỉ. Em đoán là trước khi cưới thì chồng em sẽ chắc là nghĩ em dễ thương, hiền lành, nên chắc là nghĩ em giống con cún. Cún. Nhưng mà sau khi về thì phát hiện nó kinh khủng quá nên chắc là giống con hổ. Ban đầu quen nhau với lại đang quen nhau thì lúc vợ thì bực mình á, hoặc là giận thế chứ á, thì thường như nó cắn nhẹ hoặc là cào nhẹ là đánh nhẹ như vậy, thì giống như cùng con á. Mà sau khi cưới thì nó độ, là mức độ mà đánh á hoặc là cào cắn thì nó lấy cái thật. Thì chứ không phải là giả vờ nó cắn và cào mà là cắn và cào thật luôn, mà chứ không có ăn, không có nuốt đâu.
Thế thì không phải con hổ, thế thì con gấu thôi. Nói chung là trước khi cưới thì dùng cùng con, sau khi cưới thì con gấu. Tại vì con hổ thì nó cào và cắn xong rồi nó cắn chết rồi nó nuốt luôn đó, nuốt luôn đó, nuốt ăn luôn. Nhưng mà con gấu thì nó cắn cho vui xong rồi nó để đó. À. Nói chung là cắn. Ok, về nhà tình hợp. Về nhà chết hay không là anh không kể. Bây giờ như vậy là không trùng khớp với vợ mình. Trước khi nhập cuộc yêu, chồng muốn vợ làm điều gì? A là vệ sinh sạch sẽ, B là nhảy sexy, C là massage body, D là chơi trò chơi. Bên đây em nghĩ là chồng em muốn em vệ sinh sạch sẽ. Chồng em luôn luôn là lúc nào cũng bắt em đi tắm, nên em nghĩ là chơi vệ sinh sạch sẽ. Vệ sinh sạch sẽ làm chuyện nói mà tự nhiên phải cái gì nhỉ, phải hôn rồi ví dụ đi là để tạo được một cái không khí mà lãng mạn thì phải làm gì tốt trước là đúng rồi. Nhưng mà hôn tự nhiên hôn vào á, tự nhiên muốn mà hôn vào rồi thì bắt đầu làm luôn thì như vậy thì hơi kỳ, tự nhiên xây dựng thì hơi kỳ luôn, nên là làm cái gì mà nhẹ nhẹ trước rồi. Úi giời ạ. Lại vào nhé. Ok. Làm bay cái vỏ của mình vào nhé. Ví dụ massage thì đâu phải là mình cứ khi ta bắt đầu làm chuyện đó thì không phải là hôn vào, hôn vào ngay như vậy. Đó là rồi thì để massage tay nhá. Rồi. Thì massage vào đi trước xong rồi thì vỏ mình thấy đã rồi thì nói chung là đã hết mệt rồi, hay là đỡ mệt rồi thì massage cho nhau. Động lưng này và vỗ như này. Xong rồi thì mới thì nhà mới tâm sự hoặc là nói chuyện nhẹ nhẹ rồi mới lên lên nói mới này nó tắt đèn rồi nó bật đèn vàng rồi bắt đầu cho là mình thì lấy cái chuẩn tê á. À, nên thì muốn vào bác có bài thi cho mình á. Không phải đi tắm đâu, tắm mình ngày nào cũng nói rồi. Tại vì nếu mà lúc trước thì em chọn vệ sinh sạch sẽ, mà tại vì gần đây thì tự nhiên em nhớ mẹ, em nhớ cái mùi người của mẹ ở bên Hà, em nhớ quá đó. Nhưng mà tự nhiên em thấy người của vợ thì từ lúc nào đó nó thấy mùi của mẹ. Ủa? Mẹ ơi rồi thì ngửi một cái. Ôi sợ quá. À rất là dễ thương. Còn chồng em biết nếu mà em nhảy sexy thì chồng em sẽ tắt hứng. Massage body thì chồng em sẽ giỏi hơn. Và em nghĩ là chồng thích chơi trò chơi. Chơi trò chơi. Tức là đóng hai người đóng một cái vai gì đó khác đi và sau đó. Rồi. Vệ sinh sạch sẽ thì ai chồng muốn. Mình thì thực ra là mình thì không phải là mình không thích massage body cho lắm. Mình không thích nhưng mà không phải là vợ mình thích, bởi vì vợ mình tại rất là nhẹ, mình cảm thấy là vợ mình massage người của mình nó chả ăn thua gì ấy. Thế nên là thôi thì để bỏ đi. Nhảy sexy thì vợ mình không phải một người biết nhảy cho lắm, cho nên là nhảy sexy không phải là một đáp án mình có thích chọn. Chơi và ví dụ nhận vai, ví dụ hôm nay em sẽ là y tá và hôm nay là Mạnh Nhiên và em sẽ phải làm anh khỏi bệnh. Ok, mình xin cho đáp án D, chơi trò chơi, nhập vai. Hay quá, đúng là cặp này hiểu nhau dễ sợ nha. Xin mời hai đội chơi, chúng ta sẽ tiếp tục tình huống của chương trình. Vật dụng ở nhà gắn liền với chồng nhiều nhất, đó là vật dụng nào? A, remote TV, B là dễ rửa bát, C là ghế sofa, D là dụng cụ chùi toilet. Nào, Hoa. Em thì em đang phân vân giữa cái dễ rửa bát và dụng cụ chùi toilet. Ông xã em giỏi vậy đó hả? Chồng em thì lúc nào ở nhà thì cũng thấy là không rửa chén thì hút bụi, không hút bụi thì chà toilet. Nói chung bị sạch sẽ hơi quá đáng. Nên nhiều khi nhìn cũng tội lắm nhưng mà thôi cũng kệ. Tại vì không làm thôi. Chắc là chọn cái rẻ rửa bát đi. Rẻ rửa bát. Với theo chương trình chị có hết sự lựa chọn mà có thể chọn được là B và D. Ồ, B D. B và D hoặc B D. Nhưng mà tại vì
là biết sao không? Cái là bộ phần là vì Sejun thì thích ở sạch sẽ. Sejun là luôn luôn phải rửa chén này, với là hút thức của mèo này, với là vệ sinh cái áo cắt này, giống như chùi toilet nữa. Thế thì đi. Dễ thưa bác. May các cuối cùng của con cái giống nhau. Đúng rồi, đúng rồi mà không vui ấy. Thôi, tiếp tục. Ôi cô này khó quá, bởi vì là vật dụng gắn liền nhiều nhất với chồng em lại không có trong này. Điện thoại ạ. Là cái gì gắn liền với chồng em là gì? Cái máy tính. Bởi anh làm YouTuber. YouTuber. Rửa bát thì nhà em đã có máy rửa bát. Chú toilet thì không bao giờ. Thế sofa thì chồng em cũng rất ít ngồi. Em nghĩ sẽ là remote TV, bởi vì là chồng em kể cả không xem TV nhưng mà cũng rất hay hỏi điều khiển TV ở đâu. Và hay có một cái biệt tài điều khiển cứ còn điều khiển thôi. À đó. À làm lố vậy luôn hả chị? À đó. Cũng hay lố. Sẽ chọn remote. Remote TV thứ nhất là mình không có xem TV cho lắm. Ok. Để rửa bát. Nếu rửa bát. Thực ra là mình cũng thỉnh thoảng mình cũng rửa bát, nhưng mà máy của mình nó có máy rửa bát cho nên là mình cũng ít khi chọn. Gần ở đây là ghế sofa, bởi vì những lúc mà hai vợ chồng mình buổi đêm chẳng hạn vừa cho con đi ngủ, đây là thời gian mà hai vợ chồng có thể dành thời gian với nhau, và mình sẽ ngồi Netflix and chill ở trong phòng khác, và chỉ có thời gian để mình sẽ ngồi trên bộ sofa và mình sẽ vuốt về nhau, hoặc là xong sẽ để đầu lên đùi của vợ, hoặc là ngược lại và cùng nam cái ghế sofa. Mình sẽ chọn đáp án C, ghế sofa. Rồi nó gần giống nhau. Bởi vì mình ngồi ghế sofa để xem TV. Sẽ không điều khiển. Nhưng mà ghế sofa lãng mạn ha. Cuối cùng thì bên đội CJ và Thu Phương đã chiếm ưu thế, các bạn chiến thắng ở vòng 1. Ta sẽ đến với phần bếp chiến. Ở phần bếp chiến thì hai đội sẽ tự chọn một món ăn và sẽ nấu bằng tinh thần cả trái tim của mình để có thể phục vụ vợ ha, và sẽ có người cùng với các bạn để có thể chia sẻ những kinh nghiệm nấu nướng cho các bạn, có thể để làm cho bữa cơm gia đình ngon hơn và đẹp hơn nữa. Đó là Cẩm Thiên Long. Chàng đầu bếp này là chàng đầu bếp chuyên nghiệp 16 năm trong nghề. Hôm nay thì CJ muốn nấu món gì? Em sẽ nấu món canh. Canh mồng tơi với thịt băm. Tại sao nấu món đó? Thì hồi lúc mà vợ mình mới đẻ xong á, thì thỉnh thoảng mình cũng hay nấu cho vợ. Mà đấy là một trong những món mà mình nấu, mà mình thấy nó cũng rất là đơn giản, nhưng mà vợ mình cực kỳ thích ăn món đó. Tụi em thì sẽ nấu một trong những món Hàn Quốc truyền thống á. À, lẩu tương đậu này. Lẩu tương đậu này. Dạ, là phổ biến nhất. Bây giờ nguyên liệu đã xong rồi, mà tôi nghĩ rằng những cái món này nấu cũng rất là đơn giản ha. Em xin phép em nói là món này là em thực ra lúc đầu tiên em làm em không biết là nó là một cái món Việt Nam đâu. Em vợ em lúc để đang bầu thì với em bảo em thèm ăn canh, thế là lên YouTube để xem canh như thế nào. Nhưng mà em lại không thích cách mà người Việt Nam, tức là cách mà họ làm ấy trong cái video đó. Thì em cứ lấy ý tưởng của em ra em làm thế này thôi. Đấy chỉ là cách mà vợ em thích thôi. Dạ em rồi. Chỉ nấu cho vợ em ăn thôi, chứ em không nấu cho người khác ăn. Nên là có thể không hợp với khẩu vị của anh, nhưng mà vợ mình cũng... Là với vợ. Đó mới là cái điều quan trọng. Nói thế để anh dễ chấm điểm. Em thích món Việt Nam là món gì nhất? Em cực kỳ thích ăn bún chả luôn. Ngoài ra thì em cũng thích ăn... Thích ăn vợ em. Vợ em là món Việt mà. Món Việt mà. Ông xã em là có hay nấu những món Hàn Quốc cho em ăn không? Em thì em ghét nấu ăn lắm. Nhưng mà anh thì anh bắt em tập nấu, rồi anh chỉ cho em nấu, rồi ngày nào cũng phải nấu cho anh ăn. Sejun, em có thích ăn món Việt không? Em cũng thích, mà với lại món nào cũng ăn được. Thích món nhất món gì ở Việt? Ủa?
cái hôm bữa cái món mà hôm bữa mình ăn ngon là cái gì ta, bồ nhúng mắm, bồ nhúng nước mắm á, mắm ruốc, mắm ruốc á, là cái rất ngon này nè, bồ nhúng mắm ruốc, bồ nhúng mắm ruốc. Cái đấy là em bịa ra. Bịa ra chứ làm gì có ngon. Tại vì em nấu ăn thì không bao giờ, tại em không biết công thức nấu ăn nào cả, em toàn là bịa không. Bịa. Món chế rồi là món chế ra thêm. Cái đó là phiên bản từ bò nhúng giấm hay như thế nào được. Đây là không phải món Việt Nam đâu nha, Tây Jun. Món đó là Việt Nam chế. Cái đây món hòa. Món hòa hả? Món của hòa. Em đâu cái gì chồng em cũng khen, không biết là có ngon thật hay không. Ví dụ như là tôm, tôm chim, cái nước mà để nấu lẩu Thái thì người ta dùng để nấu lẩu Thái, em không dùng nấu lẩu Thái mà em dùng để chim tôm. Thì thành cái món mà tôm chim chua ngọt kiểu lẩu Thái. Nhưng mà chồng em rất là thích. Trái chế muốn gì cũng ngon. Em có về bên Hàn Quốc bên nhà chồng em nhiều lần dạ không? Năm nào em cũng về 1-2 lần. Vậy thì có bao giờ nấu cho gia đình chồng những món Việt như thế này không? Dạ không. Không luôn. Mẹ chồng em không cho em nấu ăn, không cho em phụ bếp gì cả. Hay quá nhờ. Dạ, tại vì mẹ chồng em cũng chả nấu ăn luôn. Ra ngoài nấu ăn. Người chồng em có thường xuyên nấu bếp cho em không? Cũng khá là thường xuyên đấy ạ. Và thường xuyên nấu một món. Mỗi lần mà chồng em có một cái món nào đấy mới là em rất là hồi hộp. Vợ em có một cái kiểu miệng hoặc là lưỡi mà đến cả thịt em ấy có thể so sánh thịt nào cho vào lợn nướng hoặc là thịt nào cho vào lò vi xóm. Ôi vãi. Em cũng nhiều kiểu gì em thì em ăn cái gì em cũng thấy ngon hết á. Em lúc nào cũng chờ đợi. Vợ em nói là ôi thịt này không ngon. Ôi em vui lắm. Em được ăn thêm thịt nữa. Gia vị mình em ném vô gồm có gì si chay? Gia vị em cho vào là có muối thôi, muối với cả hạt nêm. Thực ra là em ở nhà em thì có rất là nhiều gia vị. Em thấy cái gì nó hay quá, em thấy cái gì nó đẹp em sẽ cho vào. Nhưng mà em cho vào thì em lại ước lượng xem là đã đủ chưa. Đó. À bây giờ là em sẽ phải cho rau vào. Chắc là bạn sẽ phải cho thêm miếng nước ha, nó còn hơi ít. Đầu tiên là em sẽ nấu cái thịt lên trước đã. Em sẽ nấu cái thịt lên, bao giờ cái thịt nó em cảm giác cái là nó đủ chín rồi thì em mới cho ra em cho cái rau vào. Và em mới cho rau vào. Bình thường em có tính cách là em không thử cái món mà em đang nấu, nhưng mà bởi vì hôm nay là một cái cuộc chiến em muốn thắng. Cũng không thử rồi sao đúng cái vị của em? Bởi vì em rất là em rất là tin vào bản năng. Nên em theo quán tính. Hay nhỉ, như đầu bếp chuyên nghiệp luôn đó. Cái này là mình là gần xong rồi đúng không Sejun? Xong rồi. Đây cảm giác là gần xong rồi. Chỉ cần đổ vào. Nhưng mà vị thì không biết, vị thì chắc. Coi như buổi tiệc gia đình nha. Cảm ơn các bạn đã làm nên món này. Rồi mình thử từng món đi. Đầu tiên là mình thử món Hàn Quốc trước đi. Món Hàn Quốc. Hàn Quốc đi ha. Lo ghê. Mười người coi chừng nó xỉu. Món canh rất là quen thuộc anh Linh. Canh quen lắm, canh này mình hửi lần biết liền. Pizzeria nấu canh coi như mồng tơi cũng ngon nhỉ. Rất là chuyên nghiệp luôn á. Không biết bao nhiêu lần là nó quen rồi phải không? Nói chung hai món canh ngày hôm nay món nào cũng ngon. Đầu bếp chính mình hãy cảm nhận đi. Để em nhận xét trước về cái món canh Hàn Quốc thì rõ ràng là em thì cũng đã nấu cái món này rất là nhiều lần, nhưng cũng có lần là kết hợp với lại các loại hải sản, như ở đây là mình kết hợp với lại nghêu thì cũng rất là ngon. Rồi cũng có những lần là kết hợp chung với lại kim chi. Nó là một cái canh cũng sử dụng đầu tiên cũng sử dụng kim chi thì cho cái mùi nó dậy nhiều hơn. Tuy nhiên là cái cách nấu thì Long không bàn tới, tại đôi khi đó là cũng là một cái kiểu mà trong gia đình của mình. Mình có thể là học lại được từ mẹ hay là từ người bà của mình thì mình sẽ làm lại theo cái cách đó. Chỉ có cái là cái quy trình có làm trước sau thôi. Cái tàu hũ lúc nào nó cũng mềm mại đó, mà mình bỏ vô sớm quá cái mình cứ đảo trên đó chắc chắn một nát nữa nó sẽ bị nát. Ví dụ như nấu cái món này thì chúng ta có thể là sử dụng cái nhiêu mà mình luộc cái nước đó. Tại vì lúc mình luộc mình tách nó ra rồi đó, thì mình sẽ giữ lại luôn cái phần nước nhiêu. Thì cái nước nhiêu nó cho một cái độ ngọt rất là tự nhiên, và cái mùi của cái nước nhiêu cũng rất là thơm. Thì khi nó kết hợp chung với lại cái phần cá khô thì mình nghĩ là chắc chắn là một món ăn sẽ rất là hoàn hảo. Còn
đối với lại món canh này thì lúc mà Long nhìn CJ nấu á thì đầu tiên á cái cảm giác của mình là nói cái canh này ra chắc lát nó sẽ bị đục đây, mình bỏ bò vô trước thì đôi khi là một lát nữa mà mình nấu lửa nhỏ quá nó sẽ bị cái phần cái máu nó ra nó sẽ làm đục cái nước. Có hai cách, một cách là mình sẽ đầu tiên là nấu nước sôi xong rồi bỏ cái mồng tơi vô, và kế đến là mình sẽ cho cái bò vô luôn, tại vì cái bò nó rất là nhanh chín, nhưng mà nếu mà mình bỏ lâu quá mà mình nó sẽ bị dai, nó bị khô. Còn một cách nữa thì làm giống như kiểu của CJ á, là mình cứ bỏ trước và mình nấu cho cái thời gian nó lâu, rồi khi nào mình cảm thấy cái phần bò nó đã mềm rồi thì lúc đó mình bỏ cái phần lá vô vừa chín tới, ăn thì nó vẫn còn giữ được cái độ giòn nhẹ của cái phần lá mà cái thịt bò nó cũng lại vừa mềm. Tuy nhiên là nếu mà mình bổ sung thêm cái là mình nêm nếm gia vị hoặc là mình thêm một chút xíu gì, ví dụ là hành hay là cái gì để trộn chung cái phần bò, thì khi ăn cái phần bò nó sẽ dậy mùi hơn và mình sẽ không còn cái mùi hôi của bò. Có nhiều người thì người ta cảm thấy là hơi khó chịu, nhưng mà cũng có thể là đây là tại vì là một cái món canh mà như CJ chia sẻ là nấu keto cho bà xã ăn thì rất là hạn chế cái việc mà mình nêm nếm vào. Nếu mà là bản thân của Long thì thầy Long lại muốn nó đậm đà hơn chút xíu về cái phần đó thôi. Và còn đối với là món ăn này thì Long nghĩ là chỉ có cái là về cái quy trình thôi, về cái thứ tự rồi sau này. Tại vì đó là cái sự khác biệt giữa một cái người đầu bếp gia đình và cái người đầu bếp ở tại nhà hàng. Thì Long thì đã làm quen với lại những cái này rất là nhiều rồi, cho nên là cũng chỉ là góp ý thêm và chia sẻ thêm về cái cách để mà mình làm cho tất cả những cái nguyên liệu mà mình sử dụng á nó đều được hoàn hảo hơn. Thế nên là cũng đánh giá về cái phần này thì đội CJ nhỉnh hơn chút xíu. Như vậy là chiến thắng ngày hôm nay thuộc về đội CJ. Thì hôm nay còn một cái điều gì mà em chưa nói với lại chồng của em chưa, ngoài cái chuyện là tắm nhiều? Có thể nói gì đó với chồng em thì em chỉ mong là chồng em có thể cố gắng nhẫn nhịn em một chút. Thật ra em biết là bình thường chồng em vẫn rất là nhẫn nhịn em rồi, nhưng mà em cũng đang rất là cố gắng để thay đổi cái tật xấu của mình, nên hy vọng là những lúc em không thể kiềm chế được, em nóng tính lên hay gì đó thì chồng em vẫn tiếp tục như bây giờ, vẫn là ngồi lại và giải tỏa những cái cơn nóng giận đó giúp em và tâm sự cùng em để hai vợ chồng có thể chia sẻ nhiều hơn. Em thì chỉ hy vọng là những cái câu chuyện mà em kể trong chương trình ấy thì vì cái mấy cái chuyện này mà không có hậu quả gì nó xảy ra nữa. Em chỉ hy vọng vậy. Với là em nói đùa, chỉ là vợ em nãy giờ kể là vợ em có tật xấu, vậy là có điều xấu thì nó nhiều hơn em. Em không nghĩ như vậy đâu, không thấy cái đó là điều xấu hoặc là tật xấu gì của vợ em đâu, mà là cái đó cũng là một phần của vợ mà, cái đó cũng là vợ, cái này cũng là vợ, cái đó cũng là vợ, tại vì vợ em nên mới có cái đó, cho nên cái đó thì không vấn đề gì đâu, chỉ là nha, bình thường đó. Nếu mà nói một lời yêu thương với vợ thì em sẽ nói gì? Cắn anh nhé, cắn anh đi. Cắn anh nhiều hơn. Muốn bây giờ luôn không? ZK, ngày hôm nay thì em cảm giác vợ em đã đem những cái điều hạnh phúc gì đến cho em? Thực ra là cũng có nhiều khi bọn em cũng cãi nhau, cũng có nhiều khi bọn em có những chuyện mà không hiểu nhau. Anh sẽ tiếp tục cố gắng để làm những người đàn ông mà em đã từng yêu và mong là mình sẽ ở bên cạnh nhau mãi. Mãi? Dạ. Thật ra thì trước khi đến đây là vợ chồng em cãi nhau rất to. Em có một cơn thịnh nộ, em hét ầm cả nhà tắm lên. Chồng cũng mất rất là nhiều công sức để dỗ, nhưng mà cho đến khi đến đây rồi mà em vẫn dỗi. Em đã bảo là em không biết là em có quay được không, bởi vì như thế có nghĩa là em đang giả vờ. Nhưng mà may quá đến lúc mà vừa rồi thì cảm thấy là cũng bớt đi rồi. Em cũng chỉ muốn nói là thực ra thì em nghĩ là trong tình yêu, một khi mà đã chấp nhận lấy nhau rồi thì tức là chấp nhận toàn bộ mọi thứ về kể cả là điểm xấu lẫn điểm yếu lẫn điểm mạnh của nhau. Cho nên là chịu thì vẫn cứ chịu thôi, nhưng mà em điều đấy mới chứng tỏ là nó là tình yêu chân chính, tức là mình yêu cả những mặt tốt và những mặt không tốt của người ta. Em cũng rất là cảm ơn chồng vì đã yêu cả những mặt không tốt của em, bởi vì cũng giống như gia đình của chị Hòa, em cũng nhiều mặt không tốt hơn chồng, vì chồng em cũng luôn luôn dịu dàng và luôn luôn kiên nhẫn với mình.
Nhưng mà mình thì động một tí là không hài lòng, động một tí là mình dỗi. Có rất nhiều lý do để em có thể dỗi chồng một ngày, có thể dỗi 100 lần. Nhưng mà lúc nào chồng cũng... em không hiểu lấy đâu ra sự bình tĩnh và sự nhẫn nại đấy. Anh yêu em lắm. Sợ có sợ chán không? Em chán anh lắm. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn mãi mãi hạnh phúc, sức khỏe và thành công trong công việc. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi chương trình.